Vâng, xin được chúc mừng kiến trúc sư Đàm Huỳnh Quốc Vũ từ văn phòng kiến trúc sư O với chiến thắng đầy xứng đáng. Vâng, một cú đúp một lần nữa dành cho kiến trúc O với dự án chung tay của năm. Xin mời kiến trúc sư Đàm Huỳnh Quốc Vũ lên sân khấu nhận giải thưởng. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa cùng ông Nguyễn Y Tôn, giám đốc thương hiệu Eurotai lên sân khấu trao giải thưởng này. Lớn nữa dành cho giải thưởng cuối cùng, nhưng là giải thưởng đặc biệt nhất của chúng ta ngày hôm nay, giải thưởng kiến trúc sư của năm dành cho kiến trúc sư Đàm Huỳnh Quốc Vũ. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Tôi cảm giác được an lạc. An lạc ạ? Dạ. Một cửa giác thôi ạ. Anh muốn chia sẻ nhiều hơn nữa. Thực sự là nếu mà chia sẻ thì xin chia sẻ một chút là tôi chỉ muốn nói một lời cảm ơn chân tình nhất của A Xui dành cho giới nghề kiến trúc Việt Nam. Điều đó làm trong tôi có một sự trân trọng lớn. Nếu mà chia sẻ thì thực sự mà nói là tôi nghĩ theo cái hướng là năng lượng trao truyền và người giữ năng lượng. Thì về mặt năng lượng trao truyền thì thực sự mà nói giải thưởng đối với chúng tôi, riêng tôi thì nó thật là nó không quá quan trọng lắm. Cái quan trọng nhất là mỗi lần tôi nhận giải thưởng, tôi bồi hồi chút, tức là nhìn lại mình là ai, mình đang làm cái gì, mình từ đâu. Thì đó là lý do mà tôi nghĩ cái ý là năng lượng. Thì thật sự mà nói, năng lượng tôi có được ngày hôm nay đó, thực ra là năng lượng từ các thầy, các anh, các bạn trao truyền và nó sẽ tiếp diễn. Và trên cái hướng đó, tôi cá nhân tôi nói thật là hôm nay là một cái dịp để tôi xin tri ân những người thầy quan trọng của tôi, đó là thầy Vũ Đại Hải, thầy Nguyễn Văn Tất và đặc biệt là thầy Phạm Phú Cường đã luôn đồng hành, luôn chia sẻ vào những cái lúc mà tôi khó khăn nhất. Thì đó là cái năng lượng trao truyền. Còn về mặt giữ năng lượng thì trong cái văn phòng của tôi, những đồng nghiệp của tôi, bạn đời của tôi và chính bản thân tôi phải luôn luôn tạo một cái năng lượng. Và đặc biệt tại sao tôi dùng cái ý năng lượng này, đó là tôi xin cảm ơn anh Hà, cảm ơn A Xui đang tạo ra một cái luồng năng lượng kết hợp được tất cả những các anh, các bạn, các chị, các thầy có mặt ngày hôm nay để chúng ta chia sẻ những cái điều vui trong kiến trúc Việt Nam. Và một lần cuối, tôi xin nói, xin cảm ơn. Vâng, xin được chúc mừng anh một lần nữa. Và ngày hôm nay có mặt trong chương trình là sự có mặt của anh Võ Trọng Nghĩa. Cũng lâu rồi mới được gặp anh đúng không ạ? Anh Võ Trọng Nghĩa cũng đã từng đạt danh hiệu giải thưởng kiến trúc sư của năm. Và ngày hôm nay đến tham gia chương trình này, anh có một đôi lời chia sẻ và suy nghĩ của mình về kiến trúc cũng như là những cái điều mà anh muốn chia sẻ trong ngày hôm nay.
Trước hết là xin cảm ơn công ty ASUI, anh Lê Việt Hà. Năm nay là năm thứ 9 trao giải ASUI Award. Và tôi cũng là cái người may mắn mà được ban giám khảo chọn là người kiến trúc sư của năm là năm 2012. Và tức là trong cái quá trình hành nghề thì có lẽ là tôi có cái duyên với anh Hà từ rất là sớm. Từ những năm 2004 bắt đầu về Việt Nam là đã tham gia cái giải thưởng của ASUI và lần đó cũng được giải thưởng giải đặc biệt. Nhưng mà sau nhiều năm thì thấy tức là ASUI làm càng ngày càng có những cái đóng góp tuyệt vời cho cái tức là cái phong trào kiến trúc ở Việt Nam. Và đặc biệt là tức là ASUI chọn ra những cái người, những cái đơn vị, những cái công ty để được giải thưởng, ví dụ như giải thưởng kiến trúc sư của năm, công trình của năm hay là những nhà thầu của năm, hoàn toàn là tức là những cái người mà rất là xứng đáng. Đặc biệt là anh Vũ ở đây, là tôi ở bên Myanmar thì thỉnh thoảng lâu lắm thì mới coi mạng một lần thì thấy anh làm công trình cũng đẹp. Ủa, cái anh ở đâu ra bây giờ, làm sao mà nhắn tin cảm ơn anh, không có cái số điện thoại. Thế là rồi là anh Mạnh, anh làm cái pavilion này thì cũng bảo ở đến đây để gặp anh Mạnh để nói lời chúc mừng anh một tí, và đặc biệt là chúc mừng anh Hà và công ty ASUI. Tức là những cái đóng góp từ đầu, từ những cái năm 2004 đến bây giờ là nó đủ gần 20 năm. Và 20 năm đó đến hôm nay, tức là tôi đã đi rất là nhiều nơi để nhận giải thưởng kiến trúc. Nhưng mà để tổ chức được một cái sự kiện nhận giải thưởng trong một cái pavilion tuyệt vời này, và bao nhiêu kiến trúc sư, bao nhiêu nhà tài trợ, những cái người khác đến đây là một cái điều có thể nói là rất 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 là hiếm có và có thể nói là không có ấy. Nên trước hết là cảm ơn anh Hà nhé, cảm ơn công ty ASUI, cảm ơn tất cả các cái kiến trúc sư đã đồng hành, và đặc biệt là các nhà tài trợ, tức là bằng cái đóng góp của mình đã giúp công ty ASUI cũng như là các kiến trúc sư trẻ như chúng tôi thì già rồi, không còn trẻ lắm nữa, nhưng mà những kiến trúc sư để có thể tiếp tục làm được những cái công trình. Và hôm nay được đứng trong cái pavilion này nên là pavilion của năm đấy chứ hả? Chưa có giải thưởng đấy. Anh Hà ơi, chắc là năm tới phải có cái trophy đi ha. Cầm cái trophy rồi hôn trophy thì nó rất là dễ thương phải không? Cộng này nó hơi nặng. Ơi, rồi. Chúc mừng các kiến trúc sư của năm, kiến trúc sư đầu tiên và kiến trúc sư của năm. Alo. Cảm ơn rất nhiều Võ Trọng Nghĩa. Nhắc lại quá nhiều chuyện cũ. Rất có duyên với ASUI. Từ những cái cuộc thi và những cái giải thưởng đầu tiên, như lúc nãy tôi chia sẻ là ASUI có 20 năm hoạt động, thì những cái chương trình đầu tiên thì đã Võ Trọng Nghĩa đã chiếm giải. Vâng, xin được cảm ơn cái chia sẻ của các kiến trúc sư của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho kiến trúc sư của năm. Vâng, và có lẽ là sang năm sau thì ASUI sẽ hứa là sẽ có một cái trophy nhỏ hơn, gọn hơn dành cho các giải thưởng của chúng ta. Vâng, vậy là chúng ta đã vừa chứng kiến 10 danh hiệu của ASUI Award 2020 được trao cho những chủ nhân vô cùng xứng đáng. Một lần nữa xin chúc mừng những cá nhân, những đơn vị thắng giải. Và ngay sau đây, Lê Hằng xin mời quý vị cùng khách mời, chúng ta hãy cùng tham gia bữa tiệc giao lưu chúc mừng các chủ nhân của giải thưởng ASUI Award 2020 ngay bên cạnh.